chuyện đâu. Sao không thấy? Tao lộn đảo rồi. Hãy đón chào thí sinh đầu tiên ngày hôm nay. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Trời ơi, thắng vàng rồi khi một trong hai nhân hài tươi cười. Cái gì vậy nè? Chào anh Trấn Thành, chào chị Việt Hương, chào anh Ngô Kiến Huy. Nói nghe nè, dán cái màn ra xíu. Dán mổ ruột thừa xong gói để nó cục. Em xin giới thiệu, em quê ở Tiền Giang, lớn lên ở Sài Gòn. Nghề nghiệp hiện tại của em là làm cho gia đình á. Làm cho gia đình? Dạ. Gia đình em làm gì? Dạ, nghĩa là em thu tiền bãi xe máy và em là thầu bãi xe. Ở dưới Tiền Giang lên hả em? Trời không, ơi. Em sống trên đây, quê nội Tiền Giang thôi, chứ quê ngoại thì trên Sài Gòn. Vậy về sao nói dưới Tiền Giang, lãng nữa. Quê nội thôi, quê nội ở Tiền Giang. Còn em sống ở Thủ Đức. Dạ. Trời ơi, nó lội một hồi, nó một vùng, đầy vùng luôn. Ê, sao cái địa lý em phức tạp? Sai nữa nha, sai. Thi đi. Cho em xin 10 giây. Trời ơi, cầu khấn nữa. 60 giây bắt đầu. Hỡi gương thần ngự ở trên tay, hãy cho ta biết trong sân khấu này ai là người đẹp nhất. Thì ra là bé gái tuổi dê. Mày đến khử bé gái tuổi dê cho tao. Thôi, không làm đâu. Sao vậy? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tao nhớ nấu ăn cho mày, tao rải nhiều bột ngọt lắm mà. Vì mày nói đời cha ăn mặn, đời con khát máu, ý lộn khát nước. Tao cho mày việc làm ít có ác hơn. Yeah. Mang đến cho bé gái tuổi dê ăn, chỉ có nụ hôn của Trấn Thành mới tỉnh lại thôi. Còn Ngô Kiến Huy hung thì sao? Có tỉnh, nhưng một giây sau ngủ lại. Con hung thì sao? Mày hung là ói liền rồi. Cháu cái gì nè? Trời đất ơi. Nó dở thiệt là dở. Dạ. Nó cái đầu nó làm như cái nồi canh. Nó giật lên. Nó đẩy lại. Nó đẩy lại. Y như nhát cuối hộp sọ ra. Trời ơi, tôi muốn xỉu. Tại vì em phải đóng hai vai chị ơi. Tôi biết hả? Nếu mà em đóng hai vai á, là cái tiểu phẩm đâu có cười, chỉ có coi tiểu phẩm. Chỉ coi em mở cái tóc rồi bỏ vậy. Tôi biết mà cười cái gì mà. Không mà coi tiểu phẩm. Nếu mà hôm nay hai người, chị càng không cười. Cái tiểu phẩm của em, giỡn lại. Nó giỡn lắm. Trời ơi. Mà, nó giỡn cái tóc vui. Kịch của em á, hôm nay mà có cái đứa mà diễn vụ á, là em còn rớt lẹ hơn nữa. Tại vì nó dở lắm. Thiệt. Mà được cái gì mà nó dở nhất, mà nó ghê nhất, thì nó mới cười. Hiểu không? Chị biết là cái bộ tóc là bộ tóc thứ hai của em á. Làm cái kia rối tung lên rồi bỏ luôn. Thôi giờ bỏ đi, giờ qua rồi không giải thích nữa. Cho em xin một phút cỡ 30 giây diễn tiệp phẩm thứ hai. Hả? Trời ơi. Đã dở là dở tới cùng luôn. Được. 60 giây. Bắt đầu. Mày là cái con gì vậy? Tao là con chim đây. Chim ơi, đừng ăn khế của tao. Mày ăn vô cao máu đó. Khế chua quá. Không sao, tao đang có bầu. Mày túi bông. Bạn đã chiến thắng vàng rồi. Thắng của thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Chúc mừng bạn đã được giải thưởng 10 triệu. Trời ơi, lãng nhất. Tôi xin lỗi ban tổ chức. Nó dở. Mà trời ơi, cái thùng này ai cũng biết. Ông chùm mền chùm mà. Ông làm rừng rừng. Ông làm con chim. Sao quá. Mà diễn kiểu hẹn. Mà đưa cái thông tin ra, một cái thông tin mà nó phản khoa học. Đừng ăn trái khế, bị cao máu đi. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Em mới đi tiếp. Dạ em đi tiếp. Trời ơi. Nói nghe nè Liêm ơi. Dạ. Không, em tham gia chương trình này mục đích để lên tivi thôi chị ơi. Dạ. Quấn nữa. Liêm ơi Liêm. Dạ. Rồi. Nói nghe nè. Em gọi em để cái nùi dẻ đó.
Sao em chưa xử lý thôi? Chưa đến. Từ từ. Nó bị gì kìa? Chết rồi, chị bị cái cơn cười rồi em ơi. Trời, chị thấy em bị cười à Liêm. Trời, chị sợ em quá Liêm ơi. Thôi thì tiếp đi, bóng nhanh đi. Lừa sang thì cơ hội rồi. Rồi, rồi. 60 giây, giám khảo. Bắt đầu. Khẽ chua quá. Không sao, tao đang có bầu. Một gan, hai gan, ba gan, bo luôn một gan. Thôi lên đi, xuống đi, đến đảo Phú Quốc rồi. Mày lấy cục đá bỏ vô bọc sẽ biến thành vàng. Vàng đâu? Sao không thấy? Tao lột đảo rồi. Chúc mừng bạn và 20 triệu đồng. Ê, tôi nói bạn nghe nha. Bạn khùng một cách rất là chung thủy nha. Ê, bạn là đại diện của từ bền bỉ á. Em là ngôi sao trong lòng chị tôi nãy giờ rồi. Em hiểu không nè? Em diễn một cái tuồng á mà được cái nha. Nó được cái là tôi không hiểu từ đầu tới đuôi luôn. Anh nói cho em nghe nè. Lĩnh vực nào cũng có đỉnh cao của nó. Nếu như trong âm nhạc chúng ta đã bắt gặp hiện tượng lệ rơi, thì trong lĩnh vực diễn viên hài, em là phiên bản của đó. Không, nhưng mà em hài hơn lệ rơi. Dĩ nhiên. Anh đâu dám cãi em. Ở vòng tiếp theo, độ khó sẽ tăng lên. Nếu em chinh phục được 40 triệu, em sẽ có tấm vé bước vào đêm gala để chinh phục 150 triệu. Nhưng nếu tiểu phẩm tiếp theo của em không làm cho hai danh hài cười, em sẽ mất trắng 20 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Tại vì trong tay em đang có 88 kịch bản nếu mà vô vòng gala. Dạ. Ô, bất chấp. Bất chấp sang bằng tất cả. Thôi thì thôi, chắc em xin theo chính thành chị Vy Hương, thì em có nên đi tiếp không? Em phải thi. Em làm ơn đừng để tôi thất vọng. Em là nguồn sống của tôi ngay bây giờ. Em là chân lý. Em vi diệu. Hoàng Thanh Liêm sẽ dừng cuộc chơi để mang phần thưởng 20 triệu về nhà, hay đi tiếp để giành giải thưởng 40 triệu? Chúng ta sẽ biết ngay kết quả sau ít phút nữa. Liêm ơi, và ý kiến của bạn là... Thôi cho em nên đi tiếp nữa đi. 60 giây, đâu? Con à, cuộc đời của ba khổ cực lắm. Mới để dành được có 10 tỷ. Má của con thì đã ở dưới suối vàng rồi. Suối vàng gần suối tiên hả ba? Không, có gần suối mơ không ba? Khi nào mày mơ mày sẽ thấy. Từ lúc con sinh ra, ba không giao lưu bạn bè vì có nhiều điều không hay. Nó cướp xe, nó quyệt tiền. Con làm công nhân trong xí nghiệp. Nó mời đám cưới thôi cũng đủ sạc nghiệp rồi. Còn vì vậy mới có câu thơ này: bạn bè cũng chẳng tốt lành, giao lưu rộng rãi nó dần ghệ luôn. Ba ơi, ông Liêm ở quê mình già rồi sao không lấy vợ? Vì ông chỉ yêu có một người. Người nào hả ba? Là cô vì thương đó. Ý lộn, không phải là má của mày đó. Nhưng tao đẹp trai hơn. Một giờ sau, ông bố qua đời do xem hài Phong Lê. Lúc về bị người hút bay lên cao, chết luôn. Tiếp. Chết luôn thì thôi, em thua. Hết thời gian. Em đang rất bậy. Sai. Tất cả những gì mà cái cơn cười của chị là nhờ cái gì? Dở. Em làm tất cả những cái đó đều dở. Mà em thật là ngây ngô. Và cáo thần thánh của em thật là duyên dáng. Bất chấp em vẫn toàn cáo nó để em làm mọi thứ nè. Tự nhiên bắt cái ghế dẹp hết, trở lại thành một cái vai khác, đem bà Việt Hương vô sử dụng không có tới nóc. Em đi đem chị vô cái dở luôn. Đem vô tự nhiên đòi lấy chị, rồi không lấy, rồi cái gì tàu lao. Giận. Em hiểu không? Hồi nãy cái em tạo ra được là hình ảnh của một cái con người ngây ngô. Là ai làm gì làm, bất chấp tôi tới đây tôi phải thi, tôi làm cho đã cái nư tôi thôi vậy đó. Nhưng mà đi picnic vậy đó, bài biển ra ngồi ăn uống hay làm gì kệ người ta, cầm cục gạch bỏ túi muốn làm gì làm, cầm cái áo quơ qua quơ lại. Hồi nãy để y vậy là được rồi. Y vậy được rồi. Vừa mới kêu diễn cái em choàng cáo luôn. Choàng áo. Cái em thàm con quạ, em kêu thằng đó xuống, hai đứa em ăn uống nhậu nhẹt với em làm chấp làm. Tụi chị luôn. Là lúc đó chị xỉu luôn. À. Tại vì mấy ông lì quá, người ta kêu đừng quá mà
mà đừng có làm cái con đó nữa, mà cứ làm, hiểu không? Em có thấy coi không, khán giả đó, người ta thông minh lắm, người ta nhìn thấy được cái sự ngây ngô của em, người ta nhìn thấy được cái sự dở nhất, tột đỉnh của bi kịch là hài kịch, tột đỉnh của hài kịch là bi kịch. Hồi nãy em đang làm cái chuyện tột đỉnh của hài kịch là bi kịch đó, có nghĩa là mọi người không có thấy cái gì vui. Quá trời người vỗ tay, có mình em nói cái đó, em làm đúng mà, phải không? Bây giờ em đang làm cái chuyện đúng nè, sai hết luôn, toàn bộ phim trường không ai cười, thấy không? Thấy giận bắn thôi không? Vạn sự tùy duyên và duyên đã hết rồi. Vì vậy cho nên cảm ơn bạn đến đây để cho chúng tôi những phút giây sảng khoái và bên phải quay.